Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, thất bại trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam làm hoen ố lý tưởng, sự suy yếu tinh thần và ý chí của người Mỹ, biến chúng ta từ gã khổng lồ thành một chú lùn. Đó là những dòng mà cựu Tổng thống Mỹ Nixon viết trong cuốn hồi ký No More Vietnams, thừa nhận những sai lầm và thất bại trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Quả thực là chưa có một cuộc chiến nào mà người Mỹ lại nhận thất bại đau đớn và nhục nhã đến như vậy. Không chỉ thừa nhận thất bại, Tổng thống Nixon còn dùng những từ ngữ này để nói về bộ đội Việt Nam khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Vậy Tổng thống Mỹ Richard Nixon, Tổng thống đầu tiên và duy nhất cho đến nay phải rời Nhà Trắng khi đang trong nhiệm kỳ, đã nói gì về bộ đội Việt Nam? Ông ta đã thừa nhận sai lầm như thế nào trong cuốn hồi ký của mình? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mỹ là một trong những cuộc chiến phi nghĩa và sai lầm bậc nhất trong lịch sử nước Mỹ. Từ năm 1954 đến 1975, lịch sử thế giới ghi nhận cuộc chiến tranh khốc liệt ở Việt Nam, mà thực chất là cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống lại sự xâm lược của đế quốc Mỹ. Bởi nhiều lý do, diễn biến của các cuộc chiến đấu gay go, quyết liệt ở chiến trường Việt Nam có ảnh hưởng to lớn đến chính trường Mỹ và ngược lại. Mọi chính sách quyết định về chiến tranh ở Việt Nam từ Nhà Trắng đều ảnh hưởng đến tiến trình cuộc chiến. Do ảnh hưởng lớn từ chiến tranh Việt Nam đến chính trường Mỹ, nên các tổng thống Mỹ thường xuyên sử dụng lá bài chính trị Việt Nam để tranh giành ảnh hưởng. Yếu tố này mạnh đến mức phần lớn các ứng viên tổng thống trong thời kỳ cuộc chiến tranh đang diễn ra luôn hứa hẹn với các cử tri rằng sẽ có kết cục tốt đẹp ở Việt Nam. Đều lấy chủ đề chấm dứt chiến tranh Việt Nam để tranh thủ lá phiếu. Tuy nhiên, những nội dung từng hứa hẹn giải quyết vấn đề Việt Nam trong thời gian vận động bầu cử thường không được thực hiện sau khi họ trúng cử. Sau hơn 20 năm theo đuổi chiến tranh ở Việt Nam, các tổng thống Mỹ đã để lại một bức tranh đen tối trong lịch sử nước Mỹ, nhất là thời gian cầm quyền của Tổng thống Al Johnson từ năm 1965 đến 1968 và R. Nixon năm 1969 đến 1974. Dư luận Mỹ chỉ rõ rằng Al Johnson là ứng cử viên hòa bình, tổng thống chiến tranh, còn R. Nixon, người từng hứa khi tranh cử là vãn hồi hòa bình ở Việt Nam trong danh dự, thì thực chất là người hiếu chiến nhất trong năm đời Tổng thống Mỹ dính líu vào chiến tranh Việt Nam. 10 năm sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam, cựu Tổng thống Richard Nixon đã viết cuốn hồi ký No More Vietnam, không có thêm Việt Nam, thừa nhận những sai lầm và thất bại trong cuộc chiến. Theo Diplomat, hôm nay người dân Việt Nam kỷ niệm 40 năm kết thúc chiến tranh. Từ ý nghĩa và quan điểm lịch sử, cuốn sách của Nixon đem lại một cái nhìn giá trị khác. Đây là một trong số những cuốn sách mà cựu Tổng thống Mỹ viết về các vấn đề quốc tế sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Hầu hết sách của ông được công bố gần thời điểm diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ nhằm tạo ra những tác động về chính trị. Tuy nhiên, No More Vietnam được công bố vào năm 1985. Thời điểm này không đem lại bất kỳ tác động về chính trị trong nước, nhưng sách ra mắt đúng dịp kỷ niệm 10 năm kết thúc chiến tranh là cơ hội tốt để ông giải bày những chỉ trích về cuộc chiến kéo dài 6 đời Tổng thống Mỹ. Cựu Tổng thống mở đầu cuốn hồi ký bằng cách liệt kê 21 báo cáo sai sự thật về chiến tranh. Sau đó, Nixon đã lý giải tại sao và làm thế nào Mỹ bước vào cuộc chiến. Cách Mỹ đạt được chiến thắng trong quân sự, sau đó xa lầy, hậu quả của sự thất bại của Mỹ ở Việt Nam và những bài học đích thực trong chiến tranh. Theo Nixon, sự thất bại của Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện địa chính trị ở Đông Nam Á. Sự kết thúc quyền bá chủ của Nhật tạo cơ hội cho thực dân Pháp trở lại Đông Dương, dẫn đến cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Cuộc kháng chiến kéo dài 9 năm kết thúc bằng thất bại của Pháp. Cựu Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng, Việt Minh thương vong nhiều hơn so với Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nhưng chiến dịch đã đánh bại ý chí của Paris. Chiến tranh đã thất bại ngay ở nước Pháp hơn là trên chiến trường Việt Nam, Nixon viết trong hồi ký. Cuốn hồi ký có một chi tiết khá thú vị. Ở thời điểm đó, Nixon đã khuyên Tổng thống Eisenhower hỗ trợ Pháp chống Việt Minh. Lựa chọn của chúng ta là giúp người Pháp ngay bây giờ hoặc phải tiếp quản gánh nặng mà họ để lại, Nixon đoán trước. Thời điểm Pháp thất bại tại Việt Nam, chính quyền Truman và các đời Tổng thống Mỹ tiếp theo đều tin rằng chủ nghĩa xã hội bắt đầu từ Việt Nam sẽ mở rộng sang Lào, Campuchia, Thái Lan và toàn Đông Nam Á. Đó là một thuyết domino được đề cập trong bản ghi nhớ của Hội đồng An ninh Quốc gia năm 1952. Nixon khi đó là phó tổng thống Mỹ đã chấp nhận giả thuyết và tìm cách củng cố lực lượng chính trị chống đối ở miền Nam Việt Nam. Trong cuốn hồi ký, tổng thống đời thứ 37 của Mỹ đã thừa nhận thuyết domino là một sai lầm nghiêm trọng. Nó đẩy Mỹ vào những cuộc chinh phạt vô ích trong thế kỷ 20. Nixon nhấn mạnh sai lầm của Mỹ khi thất bại trong việc ngăn chặn đối phương sử dụng lãnh thổ Lào và Campuchia để tiến hành chiến tranh tại miền Nam Việt Nam.
Trước đó, Tổng thống Eisenhower từng cảnh báo chính quyền Kennedy, Lào mới chính là chìa khóa trong quân bài domino ở Đông Nam Á. Nixon tin rằng sai lầm lớn nhất của Mỹ là mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc Việt Nam. Trong khi đó, họ cũng thất bại trong việc kiểm soát tình hình miền Nam. Đó là kéo theo hàng loạt thất bại trong các quyết định chiến lược. Khi trở thành Tổng thống Mỹ vào năm 1969, Nixon theo đuổi chính sách rút lui trong danh dự như một cứu cánh cho siêu cường số 1 thế giới. Ông cho rằng Hiệp định Paris năm 1973 là một thắng lợi trong danh dự của nước Mỹ. Nhưng hậu quả trực tiếp từ thất bại ở Việt Nam trở thành nỗi ám ảnh và thảm kịch đó đã đi cùng với những cuộc viễn chinh trong thế kỷ 20. Thất bại ở Việt Nam đã làm hoen ố lý tưởng của chúng ta, làm suy yếu tinh thần và ý chí, cựu Tổng thống đã viết. Đối với Nixon, cụm từ No More Việt Nam có nghĩa là người Mỹ không nên tiếp tục phạm sai lầm, thực hiện chiến tranh ở những nước xa xôi. Sức mạnh quân sự của Mỹ nên được sử dụng một cách khôn ngoan và có hiệu quả trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia. Anh em thân mến, 40 năm đã trôi qua, nhưng thất bại trong cuộc chiến tranh Việt Nam vẫn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người Mỹ. Vì sao một cường quốc kinh tế và quân sự hàng đầu thế giới lại không thể khuất phục một nước Việt Nam bé nhỏ, nghèo nàn và vừa trải qua cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp? Nhiều lý do đã được đưa ra, nhưng một yếu tố mà người Mỹ không thể không nhắc đến là ý chí đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Với hàng chục năm nghiên cứu và giảng dạy lịch sử quân sự Mỹ tại trường Đại học George Washington, giáo sư Ronald Spitzer nhìn nhận cuộc chiến tranh Việt Nam như một dấu mốc lớn trong lịch sử nước Mỹ, một bước ngoặt thay đổi mối quan hệ giữa người dân với chính phủ Mỹ, cũng như quan điểm của người dân Mỹ về chiến tranh lạnh vốn được cho là nguyên nhân chủ yếu khiến Mỹ can dự vào Việt Nam. Theo giáo sư Spitzer, cho đến giờ thì thất bại tại cuộc chiến tranh Việt Nam vẫn là vấn đề gây tranh cãi gay gắt trong nội bộ nước Mỹ. Giáo sư Ronald Spitzer chia sẻ, có người cho rằng Mỹ không thua tại Việt Nam mà Tổng thống Nixon chỉ rút quân và từ bỏ cuộc chiến trước sức ép, trước sự mất kiên nhẫn của người dân và Quốc hội Mỹ. Có người nhận định Mỹ thất bại là do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã không nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân do tình trạng tham nhũng và hoạt động kém hiệu quả. Thậm chí ngay cả những người chống cộng tại miền Nam khi đó cũng không thể đoàn kết hành động với nhau. Bên cạnh đó có những ý kiến cho rằng Mỹ đã mắc sai lầm, chẳng hạn như phải cắt đứt nguồn tiếp tế từ Lào cho bộ đội Việt Nam thay vì là tập trung quá nhiều vào việc đối phó với lực lượng khởi nghĩa ở miền Nam. Từng tham chiến ở Việt Nam trước khi chuyển sang nghiên cứu lịch sử, giáo sư Spitzer đã trực tiếp đối mặt với những người phía bên kia chiến tuyến để từ đó đưa ra những lý giải về thất bại của Mỹ. Nhiều người trong chính phủ cũng như báo giới Mỹ đều kỳ vọng rằng sự can thiệp của quân đội Mỹ vào miền Nam Việt Nam sẽ dẫn đến một thắng lợi chớp nhoáng, hoặc chỉ ít là buộc quân đội Bắc Việt Nam lùi bước. Nhưng phía Mỹ đã đánh giá thấp Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara khi đó từng tuyên bố nếu chúng ta cho đối phương thấy được rằng họ không thể chiến thắng thì họ sẽ bỏ cuộc. Nhưng miền Bắc đã không bỏ cuộc. Tôi cho rằng Tổng Bí thư Lê Duẩn và Bộ Chính trị Việt Nam khi đó nhận định rằng một khi Mỹ nhận thấy quyết tâm chiến đấu của miền Bắc thì họ sẽ nản lòng. Và đúng là phía Mỹ đã nản lòng. Giáo sư Ronald Spitzer cho biết thêm. Cũng như giáo sư Spitzer, những quân nhân Mỹ trực tiếp tham chiến chính là những người hiểu cuộc chiến và đối thủ hơn ai hết. Cựu đại tá Mỹ Andres Savogut đã ở Việt Nam 9 năm trong thời kỳ chiến tranh trong vai trò cố vấn chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Là một quân nhân chuyên nghiệp, ông sang Việt Nam theo mệnh lệnh của cấp trên nhưng không hề biết chút gì về lịch sử Việt Nam. Không hề biết rằng Việt Nam là nạn nhân của các cuộc xâm lược từ Trung Quốc, Pháp, Nhật rồi Mỹ. Sau những năm tháng lăn lộn khắp nơi, tiếp xúc với những người dân Việt Nam, trong đó có không ít chiến sĩ cách mạng, hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và truyền thống của Việt Nam, Andres biết rằng đây là cuộc chiến mà người Mỹ không thể thắng. Đáng lẽ Tổng thống Nixon phải rút quân khỏi Việt Nam sớm hơn. Pháp hay Mỹ đều phải viễn chinh đến một đất nước xa xôi, trong khi người Việt Nam chiến đấu ngay trên chính đất nước của họ, vì độc lập, vì tự do của chính họ. Đây là sự khác biệt, nhất là khi Việt Nam có những con người anh dũng, yêu hòa bình, ghét chiến tranh. Nhưng nếu bị xâm lược, cho dù kẻ đó có là ai, Trung Quốc, Nhật, Pháp hay Mỹ, thì cuối cùng những kẻ đó cũng đều thất bại. Nếu sinh ra ở Việt Nam, tôi cũng sẽ đứng về phía cách mạng, sẽ không chấp nhận bất kỳ kẻ ngoại xâm nào, ông Andres nói. Việc Mỹ phải rút quân khỏi Việt Nam cũng có đóng góp không nhỏ của các phóng viên chiến trường quốc tế và nhất là các nhà báo Mỹ. Với những bài viết, hình ảnh chân thực từ nơi chiến sự, họ đã giúp người dân Mỹ và cộng đồng quốc tế hiểu rõ bản chất của cuộc chiến tại Việt Nam, tạo nên sức ép công luận buộc chính phủ Mỹ chấm dứt leo thang chiến tranh. Ông David Lam, phóng viên chiến trường của hãng tin Mỹ UPI nhớ lại, trước khi đến Việt Nam, về cơ bản tôi ủng hộ chiến tranh, cho rằng đó là điều Mỹ nên làm, tức là chống lại chủ nghĩa cộng sản.
chúng ta nên đặt những suy nghĩ của tôi trong bối cảnh thời gian, vì khi đó đang là thời kỳ chiến tranh lạnh và cuộc chiến tranh Triều Tiên cũng kết thúc cách đó chưa lâu. Nhưng trong 2 năm ở Việt Nam, quan điểm của tôi đã hoàn toàn đảo ngược. Tôi nhận ra rằng đây là cuộc chiến mà Mỹ sẽ không thể chiến thắng, cuộc chiến mà đáng lẽ Mỹ không nên tham gia. Có mặt tại khắp các chiến trường Việt Nam từ năm 1968 đến 1970, thời điểm khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh, rồi sau đó trở lại vào những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975 để đưa tin về sự sụp đổ của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Nhà báo David Lem đã quá đủ trải nghiệm thực tế để hiểu lý do thất bại của người Mỹ. Anh em thân mến, nhà báo David Lem nhấn mạnh, một trong những sai lầm lớn nhất của chúng tôi là không hiểu người Việt Nam, không hiểu lòng kiên nhẫn, sự ngoan cường, chủ nghĩa dân tộc, khả năng chiến đấu, lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ của các bạn. Đối với thắng bại trong chiến tranh thì đó là sự thiếu hiểu biết chết người. Tôi ước rằng Mỹ đã có thể rút ra được bài học kinh nghiệm từ Việt Nam, nhưng đáng tiếc, chúng tôi lại sa vào cuộc chiến tại Iraq. Một thảm họa không khác cuộc chiến tranh Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.